ôm chi là một lòng vì thiên hạ, vạn dặm trong gai đầu quản bước anh hùng, mài bóng đâu mới thời loạn lạc nghiệp một đời vang mãi với non sông. Trần Quốc Tuấn không chỉ mưu lược mà còn nổi tiếng là vị tướng có tài dùng người. Trong suốt cuộc đời cầm quân, ông đã tập hợp được những người chí khí, giỏi giang về làm môn đệ và bồi dưỡng họ thành những người văn võ toàn tài, góp phần rất lớn vào cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Một trong số đó là Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão, sinh năm 1255, người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Này, cớ sao ngươi lại ngồi giữa đường mà vót nan như vậy? Mau tránh ra! To gan thật! Ngươi không nghe ta nói gì à? Dám cản đường Hưng Đạo Vương sao? Này, tráng sĩ, tại sao lại ngồi ở đây vót nan cản đường ta? Bẩm Hưng Đạo Vương, là do tôi mải nghĩ nên không biết đại nhân đi qua, xin đại nhân lượng thứ. Có việc gì mà khiến tráng sĩ tập trung suy nghĩ như vậy? Gia đình tráng sĩ có chuyện sao? Dạ, bẩm Hưng Đạo Vương, tôi đang nghĩ tới việc làm sao để quê nhà bớt nghèo, người dân yên vui no ấm. Chàng trai khỏe mạnh này là một tráng sĩ dày nhiệt huyết, tuổi còn trẻ mà am tường binh pháp, thông thạo thi thư quả thật hiếm có. Nếu được bồi dưỡng thêm, ắt sẽ trở thành giường cột cho triều đình. Ta thấy tráng sĩ có sức khỏe hơn người, lại tinh thông phép dụng binh, chi bằng hãy theo ta đến Vạn Kiếp làm môn khách, cùng ta giúp triều đình, chẳng phải hơn việc vót nan đan lát ở đây hay sao? Tạ ơn Hưng Đạo Vương đã có lời ngợi khen. Hạ dân bất tài, chỉ sợ làm vướng chân ngài. Được ngài thu nhận còn gì vui sướng hơn à? Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã nhận thấy cái tài trí hơn người của Phạm Ngũ Lão khi gặp Phạm Ngũ Lão ngồi vót nan ở ven đường. Bằng cách nhìn người tinh tường, biết trọng dụng người tài đức trong thiên hạ, ông đã mời Phạm Ngũ Lão về làm môn khách và tiến cử lên triều đình.